Hải thân chào các bạn nha. Thì video hôm nay mình chia sẻ các bạn về rải phân kali miễn cho mít nha các bạn. Thì mình rải này là theo từng giai đoạn cây nha các bạn, theo từng giai đoạn trái ha. Đó thì mình chia sẻ hiện tại trong vườn của mình là trái nó không còn nhiều các bạn. Đó. Cho nên là mình rải theo giai đoạn của trái. Thì mình sẽ dùng hàng kali miễn này các bạn. Kali 61% này ha. À, đúng chắc kali luôn, không có pha tạp chất ha. Thì không biết các bạn có dùng cách này chưa ha. Thì đây mình là mình chia sẻ với các bạn cách mình làm ở đây. Thì thêm làm cách này mình có thể áp dụng cho nhiều loại cây được các bạn. Dù cây mà nó trái nó đổ về độ gần già rồi các bạn. Gần già gần thu hoạch ha. Ở khoảng 2-3 tuần, 1 tuần gì đó. Mình sẽ rải ngày cũng được ha, áp dụng vô cho mít nè. Ví dụ mít mình là trái nó gần già. Đó, mình muốn nó lên màu muối nặng ký ha. Thì mình rải vô và áp dụng cho cây mặn nữa bạn, cây mặn cũng được. Khi mà trái nó chuyển hơi đỏ đỏ các bạn là nó cần ngọt các bạn, nó cần ngọt thì mình rải vô dưới gốc ha, thì nó hấp thụ vô thì tới mình bẻ thì nó sẽ tạo trái ngọt ha, hoặc là dừa cũng vậy ha, rồi mắng cầu luôn. Rồi thì cái video mình chia sẻ về cái trong vườn của mình, trái nó không còn nhiều, nó còn cây trái và trái các bạn. Xa trái ha, thì mình rải đi theo từng cây rải ha. Cây nào có trái 7-8 ký thì coi như là khoảng 2-3 tầng nó cắt các bạn, thì mình sẽ rải vô cho nó mau già. Đó, lúc này giá đang còn cao các bạn, thì mình cho nó lên màu mau ha, là mình cắt bán cái giá. Thì đặc biệt các bạn thì mình chỉ áp dụng cho những cây mà mít mình để trái mà nó còn sung các bạn, nó sung rồi mình mới rải vô. Còn những cây mà si á không nên giải các bạn, giải vô thì nó làm cây mình cằn lại ha, đó là lưu ý chỗ đó. Nhưng mà hiện tại giờ cây mình để là đa số những cây còn sung tốt mình mới để trái, mà còn cây si là mình đã ngắt hết rồi, cho nên là không có lo cái việc mà cây nó bị si ha. Thì mình làm những gì mình chia sẻ trong vườn của mình đó các bạn, có nào hay thì mình chia sẻ, chứ mình không có giấu. Với những loại thuốc cũng như mình xịt mình đều chia sẻ hết, mình làm thì các bạn nào thấy được thì ứng dụng vô ha, hoặc là mình chia sẻ cho nó góp ý với nhau. Chứ mình không phải như nhiều nông dân khác bạn, có người á người ta xịt mà người ta giấu những hiệu thuốc đó bạn, người ta không cho biết mình xịt thuốc gì nữa đó, mà làm gì để chi bạn. Mình thì không vậy đâu, mình làm có gì mà thấy nó yên thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn tham khảo ha. Tại vì mấy chú mà đi xịt vườn như anh ta bạn, xịt máy bay mà đi xịt từng vườn á, có người xịt ta kỹ lắm, người ta xịt xong cái nó xé nhãn hiệu ra pha sẵn nữa, mình đâu cho coi mình làm gì chi ha. Ở đây mình làm chia sẻ hết. Thì chúng ta làm vườn này các bạn thì không phải mà làm theo cái lý thuyết ha, lý thuyết đưa ra thì nó có một cái quy trình một, còn mình làm theo quan sát vườn của mình ha, theo từng giai đoạn trái nè, rồi giai đoạn cây nhìn lá ha, nó nhìn đất, còn mình áp dụng cụ thể từng giai đoạn ha, chứ không có cân nhắc một cái một. Thì có một vài câu hỏi mấy bạn đặt ra thì hỏi sao mà để cho cái mít nó muối dày to các bạn và nặng ký ha. Thì đây là cách mình làm cho cái muối mít to và dày ra ha. Thì đây là cái video mình chăm sóc theo từng cái giai đoạn của mít các bạn ha. Thì cái trường hợp mình rải ha, đó, như mít giai đoạn này thì nó còn khoảng tầng 2 tầng nữa thu hoạch nha các bạn, hoặc là 3 tầng nữa thu hoạch. Trái hiện tại giờ 10 ký có ha, 7-8 ký có đó, thì mình rải theo một góc mình giải nó khoảng là 20-30 gram kali muối ớt này nè các bạn, để cho nó vô cái màu mít nè, muối mít dày nè, rồi nặng ký trái ha. Thì lý do sao mình giải kali gạch vậy các bạn, thì nó có nguyên nhân của nó ha. Đó thì nguyên nhân nó là hiện tại giờ mít trong vườn mình nó không còn nhiều các bạn, nó còn cây có cây không ha, cây già trái, cây trái, cây không có trái đó. Thì chủ yếu mình giải theo là những cây mang trái tầm 7-8 ký đổ lên các bạn ha, cây lớn như nè. Thì mình rải giải riêng cái kali không các bạn, giải cho những cây đó thôi, đối với những cây trái nhỏ mình không giải ha, đó, không rải. Thì để hiện tại giờ cái giá nó đang có giá các bạn, thì mình giải mình chịu thúc cho cái trái mình mau già ha, cho lên cái muối đỏ mau đó, mình cắt thiệt cái giá là đối với là trái cây nết rồi các bạn. Còn những mà cái vườn mình mà trái lúc mà đi tập trung các bạn thì mình giải 3 số ha, rồi mình cộng thêm kali các bạn. Giai đoạn mà trái cỡ 7-8 ký này nè, đó, mình sẽ cộng thêm kali, trời giải chung luôn.
mình sẽ giải chung một đợt luôn các bạn, để cho không mất công thời gian ha. Đó là mình giải giai đoạn trái nhiều, trái độc lọt thì mình mới giải bằng thí dụ như 3 số 17 hoặc 3 số 16 các bạn, thì mình cộng thêm kali ha, để mình thúc cho cái trái lên mà muốn trái nhanh ha. Còn cái video này chia sẻ là mình giải kali riêng ha, để thúc cây chỉ còn trái thôi. Thì mình làm cách này không biết là có số bạn nào đã thử cách này chưa ha. Thì hôm nay mình làm mình chia sẻ luôn các bạn, chia sẻ bạn xem tham khảo luôn ha. Chí chưa, thì này cũng là một cách làm linh hoạt nha các bạn, chứ không phải mình làm cân nhắc một cái lý thuyết một ha. Cái lý thuyết trong cơ bản là đưa ra thì nó một cái một ngày tháng nha, còn mình làm theo giường theo cách nông dân thì làm nó theo cái linh hoạt của từng giai đoạn cây các bạn ha, tùy theo trường hợp cây để trái ha. Cho nên là mỗi lần là mỗi lần khác nhau các bạn, nó không giống nhau, tăng cũng vậy ha. Tuy nhiên mình giải cái này rất là nhanh các bạn, thì buổi chiều đi buổi chiều này mát nè, nó mình giải thì trong vòng một buổi tức tắc lên nó rồi, tại xa xa mới có một cây rồi, đâu có tốn nhiều phân đâu, nó đâu có hao bao nhiêu kali này đâu các bạn, giải ký là xong. Thì mấy rửa trước các bạn mình có giải phân mà để dưỡng cây thì giải chung hết toàn vườn rồi thì không có trồng kali nha, nhưng mà đặc biệt thì mình giải kali này để cho những cây mà mang trái đó cỡ này ha, mình cho vô khoảng tầm 20-30 gram ha kali. Mình giải trong vòng một tuần lễ là cây nó hấp thụ các bạn, là nó vô nuôi trái rồi, thụ tới nửa tháng hay 20 ngày sau. Mình rải cái này cũng như mình đi kiểm tra vườn các bạn, đi thăm vườn kiểm tra luôn buổi chiều này, và đi thăm vườn luôn ha, vừa làm vừa thăm vườn luôn, giải trí chơi mà đi coi phát hiện sâu bệnh này kia luôn, có gì mình xịt sọt dập thời các bạn. Rồi, thôi video mình chia sẻ buổi đi rải phân kali hột cho vườn mít mình đây ha. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha. Rồi, kết thúc các bạn.